má tu mà không cho tu lâu tao xuống núi quậy. Vô duyên em cục gì vậy? Mất dạy, mất dạy. Mất dạy, chích mặt. Ngộ nghĩnh gì? Con bóng hèn hạ, cái thứ gian xảo thứ hai mặt tụi. Mất dạy, bỏ cái mày. Con bóng khùng, cái con chó, cái con chó, cái con... Má không cào nát mặt mày ra không phải con người nha.